露露露来戴着吧，一起来个。我能不能戴我裤子帽子？không không không bây giờ trời không có nắng không còn phải đội mũ đâu con. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Tú nha. Hôm nay thì mình sẽ đi ăn nem nướng ở quán bà Hùng. Bước vào quán nhìn ở phía góc bên tay trái thì có một cô đang nướng nem, nướng bằng lò than á. Vào bên trong thì Tú thấy quán cũng khá là rộng, hiện tại thì chưa có đông khách, có một số người người ta đến mua để mang về á. Tú gọi hai phần nem ha, nó sẽ gồm có nem nướng nè, chả ram nè, rau sống nè, nước chấm, bánh tráng phơi xương và dưa chua ngọt. Thì lần đầu tiên ảnh ăn cái món này á, cho nên ảnh cũng thấy là lạ, ảnh nói bánh tráng này á, kiểu mình nhìn nó như vậy nhưng mà nó không có dính vô với nhau đâu cả nhà. Tú sẽ cuốn mẫu trước cho ảnh một cuốn để sau ảnh học theo á. Miếng nem nè, miếng chả, miếng dưa leo, thêm một miếng củ cải ngâm chua ngọt. Không thể nào thiếu rau sống được ha. Có tía tô nè, rau húng quế, xà lách, rau hẹ. Tú thì rau nào cũng ăn được hết. Mà mình cực kỳ thích những món cuốn chấm chấm như này là Tú rất là thích luôn. Tú ăn xong mà bây giờ ngồi chỉnh sửa video lại á, mình vẫn còn thèm á. Bỏ vào xong hết rồi mình sẽ cuộn nó lại rồi chấm với nước chấm. Ở đây phần nước chấm họ làm từ tương hay sao á. Và nó không cay. Ai muốn ăn cay hơn thì có thể cho thêm một ít sa tế nha. Bà xin chào chào ngã hồ tao nè. Rồi mà giao được vậy à? Bà bảo cháu 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 cháu. Ngon không? Đi cứ tua tua cha diễn rung thử. Chào mừng quý trang nhau. Chuẩn trở lại. Bảo ơi, cho con cái này nè, cho con cái này. Trời ơi, biết bảo nó thích món này. Ăn xong thì nhà Tú đi xe máy dạo dạo xung quanh Hồ Xuân Hương để mà ngắm cảnh nè. Xong rồi nhà mình cũng đến quảng trường Lâm Viên. Thì đây được gọi là biểu tượng của Đà Lạt, cho nên rất là nhiều người đến đây để chụp ảnh làm kỷ niệm. Thank you.
Từ bên quảng trường mà mình nhìn qua phía bên kia hồ á, vào ban đêm thì quang cảnh rất là đẹp luôn. Tại vì họ thắp nhiều đèn lắm, xong rồi ánh đèn nó chiếu xuống nước á, rất là lung linh. Chỗ này thì người ta dẫn con cái ra chơi đông lắm. Khu quảng trường này rộng lắm cả nhà. Dẫn con nít theo á, thì tha hồ cho bé chạy nhảy vui chơi luôn. Đây là con đường chạy dọc xung quanh hồ Xuân Hương nè. Mọi người thấy có đẹp không? Ban đêm nó rất là lung linh nha. Có nhiều người người ta đi bộ để ngắm cảnh. Nhà Tú thì bây giờ sẽ đi đến chợ đêm Đà Lạt để mà mình ăn một cái món cũng rất là nổi tiếng ở Đà Lạt, đó chính là món bánh tráng nướng. Bây giờ là 7 giờ tối và cũng đang là giờ cao điểm của chợ đêm Đà Lạt cho nên là rất là đông. Mua sống gì em ơi? Hả? Bông cho cái miệng cái chị, cái miệng nó đi. Nó muốn rồi mở cho nó hết này. Cảm ơn.
Chợ đêm Đà Lạt thì bán rất là nhiều, từ quần áo, giày dép đến đồ ăn, trái cây, rồi những đặc sản ở Đà Lạt. Đi qua chỗ này á, thấy cô bán mũ thì ghé lại mua một cái mà lựa, tại vì ảnh đầu to quá cả nhà, cho nên là lựa khó lựa lắm. Rồi cuối cùng thì cũng chọn được một cái, xong rồi còn nhờ Tú chụp hình làm kỷ niệm nữa. Bây giờ là 9 giờ rồi, chợ đêm thì vẫn đang rất là náo nhiệt và đông đúc. Đa số người dân đến đây đều là khách du lịch. Tôi thấy thì có khách Hàn Quốc rất là nhiều. Chắc là họ thích Đà Lạt bởi vì cái thời tiết nó rất là mát mẻ. Bé Bảo Bảo bây giờ thì cũng mỏi chân rồi. Bây giờ là kêu ba ẵm chứ không thích đi bộ nữa rồi. Thì nhà Tú cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha.